truyền dạy lời pháp, và sau đó vua Tịnh Phận Vương nhập niết bàn. Tịch diệt đi. Điều mà người ta không thể ngờ được ở điểm này đó là Đức Phật kê một giai á, giác cái khiên cái xác của vua Tịnh Phận Vương ra tới cái mé sông Hằng để mà quả tán. Đây là điều mà có thể nói là khi đặt cho giống như câu hỏi này, người ta nói tại sao Đức Phật lại làm như vậy, ngài lại Thế Tôn tại sao lại phải khiên một cái xác, đúng không? Ở một trường hợp khác trong kinh Báo Hiếu á, chúng ta lại thấy thêm một cái điểm á, là khi đi đến đống xương khô, Đức Phật liền dừng lại và sau đó quỳ xuống lễ hai lại mà phải rơi lại. Ông A Nan hỏi chứ thưa Thế Tôn tại sao ngài phải khóc, thì Đức Phật lại nói đó là trong đây chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc cha ta hoặc thân ta hoặc tiền kiếp gì đó, cho nên ta phải lại để cảm ơn. Vậy thì mình thấy ngay cả Đức Phật là một bậc hoàn toàn vượt ngoài tam giới, nhưng nói về cái ân hiếu đạo ông bà cha mẹ mà ngài còn phải có cái sự kích lệ một cách nặng nề đối với tăng ni và mọi người và thầy đó. Khi Đức Phật nói về cái công ơn ông bà cha mẹ nó lớn lao á, tất cả các tăng ni có người dự định là bỏ thân xác quỷ mình, có người dự định là hành hạ mình cho đến chết để đền ơn, thì Đức Phật mới nói dù cho tất cả các ông đó có cổng cha cổng mẹ đi giáp dòng núi tu di cũng không thể nào đền ơn sanh thành dưỡng dục được, chỉ có duy nhất là tu đắc đạo mới thành tựu được. Lấy ông một Quyền Liên làm cái tiêu đề để nói về cái hiếu hạnh, cho nên người ta thường nghĩ câu là Nam Mô Đại Hối Hiếu Một Quyền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới khẳng định cái câu là ráng tu đắc đạo của cô Quyền. Nhưng mà sở dĩ hôm nay nó có cái chương trình đi đầu nữa cũng là xuất phát từ thời kỳ của Đức Phật nữa. Khi Đức Phật á, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để độ cho hàng hà sa số thanh thiếu niên, bao gồm những cái người xuất gia vào thời đó, thì một trường hợp đặc biệt xảy đến, đó là ông La Hầu La, tức là thế tử của Siddhartha, cũng là con của Đức Phật. Thì sau khi ông chứng kiến được á, cái quy phong và sự ngưỡng mộ của dân thành kỳ Ca Tỳ La Vệ và bá tánh quan văn võ vào thời đó đối với Đức Phật á, thì ông nảy sinh cái niệm cái niệm đó là cái niệm là ông muốn xuất gia. Ông quyết định xuất gia, và khi ông muốn xuất gia quyết định xuất gia đó thì được sự khích lệ của Đức Phật, cho nên cuối cùng đó là ông quyết định xuất gia. Nhưng mà cái trường hợp trái ngược lại là vua Tịnh Phận Vương chỉ có một mình Đức Phật là thái tử, chưa kịp nơi ngôi nữa là đã xuất gia đắc đạo rồi. Bây giờ dự tính cho ông La Hầu La lớn lên để tiếp tục nói ngôi, mà ông La Hầu La xuất gia nữa thì một trường hợp hơi cay cú đối với vua Tịnh Phận Vương, cho nên vua Tịnh Phận Vương đau lòng. Thì ngay lúc này đó vua Tịnh Phận Vương mới tìm tới cái tịnh xá, gặp Đức Phật để nói về cái vấn đề ông La Hầu La. Thì Đức Phật mới nói đó là do cái tư tưởng và tâm nguyện của ông La Hầu La, mặc dù ngài cũng có cái chỉ ý, cũng có ý muốn, tức là ngài đã trao đổi với bà Vua Gia Đà La, nhưng mà vua Tịnh Phận Vương thì không hài lòng. Ngay lúc đó ông La Hầu La cũng có một cái tâm nguyện rất là mạnh, ông nói thẳng một câu như thế này: nếu như mọi người không cho ông xuất gia, ông cũng sẽ làm giống như Đức Phật vậy đó, sẵn sàng rời khỏi gia đình vào rừng sâu núi thẳm tu hành, cho nên Đức Phật buộc phải cho xuất gia. Thì lúc này vua Tịnh Phận Vương mới đưa ra một cái mỹ ý nữa: từ đây trở về sau, tất cả những người nào mà muốn xuất gia đó phải được sự đồng ý của cha mẹ. Thì Thế Tôn hay nhận tôi xuất gia, chứ nếu như Thế Tôn mà không nhận cho xuất gia thì cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là lớn, nuôi con rất là lao tâm khổ trí, mà nó lớn lên tự nhiên nó xuất gia theo Phật rồi, cái công sanh thành là tính làm sao, và cha mẹ chưa có hài lòng nữa lại cho xuất gia như vậy đó, làm biết bao nhiêu tấm gương của cái người cha mẹ không được thỏa đáng. Thì lúc này Đức Phật á mới cảm nhận được cái mỹ ý đó, cũng hay nó về cái hiếu đạo sanh thành dưỡng dục. Đức Phật khả hứa và mới có cái quy luật đó là bất cứ cái người nào mà xuất gia đều phải được sự chấp thuận của cha mẹ. Vì vậy cho nên cái ngày đầu tiên của cái người mà quy tam bảo đó là cái câu hỏi đầu tiên là khi ông xuất gia ông có được sự đồng ý của cha mẹ hay chưa. Người đó nói đồng ý có mới chấp nhận là ra xuất gia. Vì vậy cho nên á, khi hôm nay Đức Thầy mình ra đời thì cái chương trình tu tập giải thoát nó cũng đi theo con đường của Đức Phật. Nhưng mà ngược lại á thì không có tính chất xuất gia tại gia. Ở tại gia thì dễ tu hơn, tại gia thì có ông bà cha mẹ. Nhưng nếu như tại gia có ông bà cha mẹ mà mình quy y với thầy mà mình không hỏi qua ông bà cha mẹ thì nó cũng có lỗi quá. Mà hỏi qua ông bà cha mẹ mà không trình với cô Quyền Thất Tổ á thì nó cũng không đúng lễ nghĩa của một cái người trong môi trường của đạo đức nhân lưng. Vì vậy cho nên á, cái căn bản là chúng ta cần phải đi theo cái môi trường nhân đạo là hàng đầu.
Một vị tu hành chứng về cái quả thiên tiên á, ông có nói một cái câu rất là hay, tên là ông Đạo Thanh Đạo Trưởng. Ông nói cái câu là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo duy hỷ. Muốn tu tiên đạo á thì phải tu nhân đạo là trước tiên. Nhân đạo mà không tròn đó thì tiên đạo khó mà bước lên vậy. Vì vậy cho nên á, bước đầu tiên của cái người là nhân đạo cũng giống như mình nói là các căn nhà 50 tầng đi thì cái nền móng nó phải chắc. Nhân đạo mà hoàn thiện đó thì con đường Phật đạo rất là mau. Chính chỗ đó, ngay thì lãnh vực này đó thì Đức Thầy bắt đầu cũng phải đi theo con đường của tất cả các bậc thánh nhân đã đi. Vì vậy cho nên tất cả người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là phải đi theo con đường của thánh nhân đã đi, thì đi theo con đường của Thầy là cũng phải đối với bà cha mẹ phải có sự hỏi hiếu kính và đối với người quá cố. Cho nên khi bắt đầu vào cái đoạn văn này chúng ta thấy rất là rõ nè. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thách tổ tiếng lòng thiền. Cửu quyền thách tổ là tượng trưng cho ông bà cha mẹ nội mại nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp. Hai từ nữa là tượng trưng nha, nhiều đời nhiều kiếp chứ không nói là chín đời bảy đời. Cửu quyền thách tổ á là tượng trưng cho ông bà cha mẹ bên nội bên ngoại nhiều đời nhiều kiếp, gọi là ông bà chung. Khi mình nguyện rồi đó, mình giái xong xuôi đàng hoàng thì cái câu thứ ba là nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Cái câu này đặc biệt hơn một chút. Tỉnh ngộ quy y Phật chứ phải phái mà tu nha. Thế ta tu đâu mình tu theo, thế ta lạ mình tu, thế ta ăn chay mình ăn chay theo, thế ta đi núi theo, thì vấn đề này nó là cảm hứng. Hai nếu hai từ cảm hứng thì Đức Thầy không dùng hai từ tỉnh ngộ. Chứ tỉnh á là xét biết chứ ngộ là rõ mọi sự thật về cái cuộc đời này, biết đâu là đạo, đâu là đời, đâu là tội, đâu là phước, đâu là con đường cứu cánh, đâu là con đường mê mờ, đâu là con đường chân lý. Tại sao không quy y theo thần đạo, không quy theo ma dương, không quy theo quỷ thần, không quy theo tiên, không quy theo trời, không quy theo người hay là một giới trí thức nào đó trong cái xã hội này mà lại quy theo Phật đạo? Là vì đã tỉnh ngộ thấy cuộc đời dài giả tạm, quyết định đi con đường giải thoát, bắt đầu mới quy theo Phật. Cho nên nay con tỉnh ngộ quy y Phật, mà nếu nay con tỉnh ngộ quy y Phật mà tôi vẫn còn mê thì chứng tỏ chưa có tỉnh. Vì vậy cho nên từ chỗ tỉnh ngộ rồi đó mới thành tụ cái câu dưới là trí giác tu hiền Phật. Cái câu muốn câu này nó đơn giản lắm, nhưng nó nói lên cả một quãng đời tu của một con người bắt đầu xuất gia hay là bắt đầu quy y tu Phật. Chúng ta chưa quy y đó thì chúng ta làm gì cũng được. Chúng ta chưa quy y đó thì chúng ta sống sao cũng được. Nhưng chúng ta quy y rồi đó là chúng ta phải sống bằng cái chữ tỉnh và chữ hiền. Nếu chúng ta không tỉnh ngộ và tu hiền đó, chứng tỏ sự quy y và lời hứa hai câu trên của mình nó vô giá trị. Cũng giống như cái câu chuyện mà anh từng nghe ở một cái ông được gọi là ông giống như là mình gọi là một ông này, ông là giáo sư bên cái ngành gì đó, nhưng mà ông có một cái duyên là ông sống được gọi là ông bằng cái ngành được gọi là có cái tâm linh đó, giống như cái bà mà Nguyễn Thị Bích Hằng mà nhà ngoại cảm đó, ông có cái khả năng ngoại cảm đó. Khi có khả năng ngoại cảm tự nhiên ông xảy ra một cái cơn đau, cái ông có khả năng ngoại cảm. Từ có khả năng ngoại cảm lúc đầu mới đi thực hiện cái chương trình là đi lấy cốt lấy mộ. Khi đi lấy cốt lấy mộ rồi đi lấy cho tới tất cả các anh hùng liệt sĩ này kia, sau khi lấy về đó thì ông thực hiện rất là nhiều lần. Ông được một cái bàn tay thứ hai là kêu ông đi làm, rồi kêu ông ăn chay, rồi dạy ông cách làm luôn. Nhưng mà ông thấy nó có ba điều mà ông tuyệt vời. Thứ nhất đó là tất cả những cái người chết đó cần một điều duy nhất, tức là cần sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dù cho mình cúng kiến bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu đồ gì cũng không bằng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà tới đó mình niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho ta rồi đó, tự nhiên mặt mày hồng hào, tinh thần ta rất là thoải mái, tinh ta rất là đẹp, và ta rất cần chờ niệm. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa, khi bắt đầu mình dấn thân làm việc này rồi đó, là ông bà cha mẹ của quyền bắt đầu theo dõi hành động của mình. Nhất là sau khi bắt đầu mà là mình lễ bái ông bà cha mẹ thì ông bà cha mẹ theo dõi. Ông diễn tả tất cười nó không nói đó, là sau khi bắt đầu là ổng thực hiện điều đó đó, là ổng thấy là thắt tổ không á, cho đi người đi theo dõi liên tục để coi có ổng làm có tốt hay không. Cái điều thứ ba mà ổng có thể là ổng công bố trước tất cả mọi người á, là khi mình bắt đầu chấp nhận tu và làm thiện là phải làm thật, bởi vì mọi việc làm hành động của mình đều ảnh hưởng tới tâm tổ của mình. Ổng lấy ổng là cái điểm chứng minh. Sau khi bắt đầu là ổng tiến hành ổng làm ông bà cha mẹ mình gọi là thắt tổ chứng xuống đi cho người theo dõi thấy ông làm như vậy đó, rồi sau đó ông thấy cũng có người theo dõi, ông mới suy nghĩ rằng là tại sao là mình không quy y,
theo ta tam bảo, rồi mình không làm lễ quy y luôn cho ông bà cha mẹ của mình. Tại sao mình không thỉnh ông bà cha mẹ về để cùng tu?